Xin kính chào quý vị và bà con. Sau đây Thu Hương sẽ cùng bà con tìm hiểu về dòng máy rang đa năng R15. Rang là một cách được bà con sử dụng nhiều nhất để làm chín và chế biến nông sản. Nhưng rang thủ công vừa tốn thời gian, công sức, thành phẩm ra lại không đạt được độ chín đồng đều và có thể bị cháy xém. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Bình An đã nghiên cứu và chế tạo ra một dòng máy đem đến giải pháp vô cùng hữu ích cho bà con, đó là dòng sản phẩm máy rang R15. Máy có thể rang được đa dạng các loại nguyên liệu như hạt ngũ cốc, lạc, vừng, hạt điều, tiêu. Máy sử dụng động cơ giảm tốc 0,75kW và nguồn điện 1 pha 220V nên phù hợp với mọi hộ gia đình. Một mẻ có thể rang được khoảng 10kg nguyên liệu. Máy sử dụng hệ thống gồm 10 thanh nhiệt 450W làm nóng lồng rang. Bên trong lồng được trang bị các cánh đảo chạy dọc, có tác dụng đảo đều các nguyên liệu, giúp cho nguyên liệu chín nhanh nhưng cũng không lo bị cháy xém. Lồng rang của máy được thiết kế thông minh hai chiều quay, thuận lợi cho việc rang và xả thành phẩm ra ngoài sau khi kết thúc công việc. Ngoài ra, toàn bộ khung máy được bọc inox, chống rỉ sét và dễ dàng vệ sinh. Bên ngoài có lớp vỏ cách nhiệt, vậy nên khi rang không lo bị nóng. Với thiết kế thông minh có bảng điều chỉnh nhiệt độ, giúp điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho từng loại nguyên liệu. Công tắc nguồn, đèn báo, công tắc đảo chiều, giúp cho việc rang nguyên liệu chưa bao giờ đơn giản đến thế. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 6 tháng và tư vấn kỹ thuật trọn đời máy. Vậy thì khách còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đặt hàng. Nếu quý khách thấy video hay và bổ ích, hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi các dòng sản phẩm mới nhất của công ty Bình An. Xin cảm ơn!